Báo cáo với thầy Dư Quang Châu và các thầy cô và tất cả các anh chị em học viên. Tôi là một trong cái gọi là học viên, là bệnh nhân điển hình về cuộc sống. Sau khi tôi học và được thầy hỗ trợ, tôi tự học, tự làm. Bây giờ tôi đi được. Tất nhiên là nó chưa hoàn chỉnh, nó còn tê, nhưng mà tôi đi được chứ không như trước là không đi được. Và mọi sinh hoạt nó trở lại bình thường. Riêng có một cái điều mà tôi cảm nhận được là vừa học, vừa tự chăm lo sức khỏe cho mình và vừa nghiên cứu thêm trong sách của thầy Di Phong Châu. Tôi hiểu là lúc đầu tất cả hiểu thế nào là y mao mạch. Nhưng đến giờ thì tôi thấy rõ là y mao mạch là thế nào rồi. Bởi vì máu không đi nuôi được cơ thể thì nó thành đau thôi. Cho nên là tất cả các cái bài giảng của thầy và các cái động tác hướng dẫn chữa bệnh của thầy nó đều tác dụng làm cho mạch máu thông thoáng. Và kết quả của tôi thì xin báo cáo là cũng gần hơn 2 tháng, gần 3 tháng nay. Tức là tôi là cái người mà bệnh viện Chợ Rẫy người ta phải bảo là nhuộm mỡ gan chứ không phải là nhiễm mỡ gan. Thế nhưng mà qua gần 3 tháng nay thì đến bây giờ tôi mới đi làm xét nghiệm mấy hôm nay, gan không nhiễm mỡ nữa. Hai nữa là mỡ máu thì thường xuyên, tức là nó tăng. Nếu uống vào thì nó giảm, mà không uống thì nó tăng. Cho nên cũng 2, 3 tháng nay tôi không uống thì cũng không tăng được cái chỉ số bình thường. Đấy là cái điều mà tôi cảm nhận thấy là rất là tốt. Mà cái chườm đá lưng thì tôi thấy là nó tác động cho không phải là chỉ do sống lưng, mà cho cả thận, cho cả là toàn cơ của tôi nữa. Bởi vì tôi thường xuyên là bị bó cơ, đi không được. Cho nên là tôi thấy là cái đó bây giờ tôi đi được, và mỡ gan hết này, mỡ máu không mới là dao động bình thường nữa này, mọi thứ tốt. Huyết áp thì trước đây tức là 13, 14, 15 có thể dao động như thế. Thế nhưng từ khi mà tôi thực hiện cái việc này thì huyết áp của tôi đo bình thường lại, tức là có 12 trên 8, 11 trên 7, chưa bao giờ tăng đến 13. Khá ổn định, tôi không phải dùng thuốc nữa. Bác thực hiện kỹ thuật gì ạ? Những kỹ thuật gì ở đây ạ? Ở đây thì tôi thực hiện 3 việc. Một là hấp không khí buổi sáng. Hai là chườm gan, chườm đá gan. Gan là chủ lực rồi, rồi tới chườm chân, chườm lưng. Ba là nhịn ăn. Ăn 16-8. Ăn 16-8 và có khi là 18-8, 18-6 cơ. Bởi vì từ 6 giờ tối trở đi là tôi không ăn uống gì nữa. Tức là đến từ 6, sau 6 giờ tối bác không ăn nữa, đến 12 giờ trưa mới ăn. Thì thấy có hiệu quả. Mà bản thân tôi trước đây, trong người bé bé thế này nhưng mà có lẽ là nó mỡ nhiều. Cho nên là tới 63-64 kg. Nhưng bây giờ tôi còn có 58 kg thôi. Không, tức là sau hơn 2 tháng thì bác rút được mấy ký, bác giảm được mấy ký? Giảm 5 ký, bác có vui không ạ? Dạ. Bác có vui không ạ? Vui chứ, người nó nhẹ nhõm, đi lại hoạt động nó bình thường, nó khỏe khoắn hơn, giấc ngủ yên hơn, tốt hơn. Xin cảm ơn thầy Châu, cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn cho chúng tôi. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.